Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca với anh trăng vàng. Tùng dinh dinh các cái tùng dinh dinh các cái tùng dinh dinh, em rước đèn này khắp phố phường. Và bây giờ thì nhớ cái mùa Trung Thu mà ngày xưa thì làm cây đuốc á, cái đuốc chế dầu vô cái thì đốt ở dưới suối Cát Hai á. Hồi đó năm 1999 là thi về Việt Nam ở suối Cát Hai, lúc đó còn khổ lắm, ở ngay chỗ chuồng heo ở nhà của ông ba sáng chết rồi, còn con của ông ba sáng là tên chị Thủ đó, với bà có ba đứa con. Thi còn nhớ nha, tên con Diệp, con Ngọc, thằng Khoa. Nhưng mà nếu mà có thấy Thi á, tại vì biết sao không, từ lúc năm 1999 tới giờ là Thi nghĩ ở đó là đi xa luôn tới bây giờ luôn á, lúc đó 9 tuổi và 34 tuổi rồi. Lúc đó khổ lắm, chị Thủ á cho cái nhà ở ngay chuồng heo, rồi xong mà bắt đầu cái bà bán cảm xúc đó với bán gạo nuôi heo, rồi xong mà mẹ thì nuôi heo, mẹ thì đi bán cơm á, lấy cơm heo về cho heo ăn. Còn cái cảm xúc với gạo á, bắt đầu cái chị Thủ này là bán thiếu cho cái mẹ thì nấu cho heo ăn, lấy cho heo ăn, rồi chờ bán heo xong trả cho bà. Đây ở ngay chuồng heo mà, cái chuồng heo ở đây rồi nhà ở đây luôn, là thì ở đó gì chuồng heo luôn, nói chung là cái nhà với chuồng heo dính nhau luôn, tại vì đâu có đất rồi ở, đã cho ở đó, lúc mới về. Rồi mẹ thì buổi sáng đi làm cỏ cho ông cha, ngày xưa là ông cha vàng, còn bây giờ thì không biết cha gì nữa, tại vì làm nhà thờ mới rồi. Mấy người ta đó thấy tội nghiệp nè, mẹ thì với Thi nghèo quá, không có tiền, cái mẹ thì với Thi đi bẻ điều rồi lấy cây điều á, cái điều mà gụng á, đem về chắc làm cái củi, làm chắc nóng ra đi nè, làm củi để nấu cơm ăn, nấu cơm bằng củi mà đó, khổ ghê. Rồi ông cha vàng á cho mẹ thì làm cỏ chứ cửa nhà thờ, cái mẹ thì làm cỏ xong chưa ông lấy cơm cho ăn. Nhưng mà Thi nghĩ là lan truyền cái clip này là chị Thủ với anh gì, anh Chi hay gì đó, chồng của bà, là con của bà Ba Sáng nha. Nếu thấy Thi là Thi ngày xưa nè, tại vì bây giờ con gái là làm gái rồi cho nên nhìn không ra, chứ đó làm con trai á, cho nên là mới chỉ mới ra. Nhưng nhớ nha, đó là mẹ Thi ở ngay ở chuồng heo á, năm 1999 nha. Chị Thủ với chị Thủ, còn Thi nói bữa nào Thi về coi có tìm cái địa chỉ đó còn hay không, để Thi quay lại cái chuồng heo đó, không biết còn chuồng heo ngay đó không nữa, 25 năm rồi. Nhưng mà nhớ Trung Thu nha, ở nhà bà đó, bà có ba đứa con, tối xúm nhau đi chơi đốt cây đuốc nè, nó đổ cây đuốc vô, rồi đổ dầu vô, rồi bắt đầu lấy bông gòn nhét vô cái cây đuốc đó, cái đốt lửa lên, bắt đầu cái ngậm dầu phun vô. Tôi ngày nào thì cũng đi chơi cái Tết Trung Thu á, ấy lồng đèn ngộ vậy, bây giờ lồng đèn hiện đại quá, con chút bé quá, rồi đây cái đèn vô, khô cái lóc một nắng cực kỳ ngon luôn, 230.000 một kilo, cả nhà có thể mua về chặt ăn nè, nấu chung với ăn với cháo, ăn với cơm chan nước cực kỳ ngon. Và chiên ăn ngon lắm nha mọi người, nó mềm nó ngon lắm, khô cá lóc này á, 230 một ký nha mọi người. Mắm cá lóc chưng, hột vịt muối, hột vịt lạc, thịt ba gọi, mọi người mua đem về, mọi người móc ra, mọi người để vô cái nồi nước, mọi người hấp nha, hấp gì nào mà nó tan nước đá này ra sao là mọi người ăn được rồi. Bò viên chiên 170.000 một kilo, kem dừa sầu riêng nhãn thập cẩm 90.000 một tô. Bữa nay á thì ướp cải chua, vì cải chua này Thi mua ngoài chợ bữa nay là 10 kg. Đây nha, là Thi làm gia vị nước mắm, nước mắm để bóp cải chua đó, Thi sẽ xay hòa huyện điều và Thi sẽ bóp nhồi chung, tai heo vô nhũa nha, ngon lắm, ăn cơm là nhất đỉnh luôn. Thì cái này là mình để vô tủ lạnh, nó càng lạnh càng ngon, càng giòn. Ngảo thấy ngon không, hợp đôi với tao quá trời nè, ta xứng đôi quá trời luôn, trời không muốn lấy tiền luôn á, cho đồ ăn hết nè, lấy hết đi, có nhiều đó trong nhà đó em lấy hết đi, em có tính tiền. Cảm ơn anh nhiều nha, dễ thương quá à, lấy Zalo em đi. Ê đảo à, chết rồi, được rồi, ố không em biết coi, không em biết, ôi tỏ tình thiệt luôn á, trời ơi, trời ơi thấy cưng quá à, thấy cưng muốn bồng bế. Trời ơi cảm ơn anh nha, trời dễ thương quá, tỏ nhắn tin nha, rảnh rảnh á, nhắn tin hỏi thăm em, hỏi em có khỏe không, đi chơi không anh chở đi. Đứng ra là rất là vui và thật ra là rất là phấn khởi khi mở quán ra, được tất cả anh chị em trong nước và ngoài nước luôn luôn yêu mến và ủng hộ quán gọi đi đu đủ Ti Thi. Thì Ti Thi cũng xin chân thành cảm ơn luôn luôn quan tâm đến kênh YouTube của Ti Thi trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay thì cũng có ra mắm ruốc nè, 50 hộp, một ngày bán đi từ 50 hộp cho đến 100 hộp nha mọi người, để phục vụ mọi người, 200.000 một hộp, nhận ship các tỉnh đây nha. Cũng gọn gàng sạch sẽ. Thì chương trình thông qua ngày hôm nay, mạng xã hội của Ti Thi và kênh YouTube của Ti Thi trong suốt thời gian vừa qua, trong khi kinh doanh thì không biết được trước,
ngày mai mình như thế nào, ngày mốt mình như thế nào, năm này mình như thế nào, tháng kia mình như thế nào. Thì Thi nghĩ là thôi mình nghĩ ngày nào tốt thì mình nghĩ ngày nào vui là ngày đó mình hạnh phúc, là ngày đó mình vinh quang làm việc. Thì Thi nghĩ là tất cả anh chị em cũng đồng cảm. Thi chỉ có những lời nói và những hài hước, những điều biểu diễn và biểu cảm, những nơi này nơi kia đi du lịch để phục vụ tất cả anh chị em qua những cái màn hình nhỏ nhỏ mỗi ngày, để cho mọi người xem cũng đỡ stress hơn và thêm năng lượng cho mọi người hơn, thêm năng lượng tích cực và lan truyền năng lượng tích cực, lan truyền tiếng nói, lan truyền những lời nói trên mạng xã hội. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn yêu mến và đồng cảm nha. Nói chung là bán càng nhiều thì càng vui, mà tiền gào vô càng nhiều thì càng chi ra cho tất cả các thành viên và nhân viên để làm việc hăng say hơn. Thì mình có tiền mình mới chi ra được, mình bán được mình mới hăng say. Mình hăng say, mình phấn khởi nhiều hơn, mình vui tươi nhiều hơn, mình không suy nghĩ nhiều hơn, mình không lo lắng về cuộc sống hơn. Tại vì sao? Tại vì mình đã có tiền rồi, mình đã làm được rồi. Mình đã làm mơ ước những gì mình đã có hiện tại. Mình mơ ước mình làm người nổi tiếng, mình mơ ước nhiều người biết đến, mình mơ ước mình đang bán những đồ ăn nhỏ nhỏ như thế này mà nhiều người ủng hộ. Mình mơ ước những thứ tất cả, mơ ước giống như là có tương lai, mơ ước có nhà, mơ ước có xe, mơ ước đi du lịch, mơ ước sung sướng, mơ ước có chồng, mơ ước tất cả những thứ mà ở trên đời này ai cũng đều mơ ước, để người xung quanh mình á, người ta sẽ yêu mến mình nhiều, với lại người ta ủng hộ nhiệt tình hơn. Thì Thi cũng xin chân thành cảm ơn. Nếu mà cái điều đó sai sót trong khi những lời nói thì mọi người thông cảm bỏ qua. Quán nhà Thi hoạt động vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối tại app Gap City Food, tìm kiếm Thi gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mọi người nhớ nha, cái động lực của Thi á là nhờ tất cả anh chị em đăng ký kênh, subscribe kênh. Những trường hợp mà mọi người thấy hình ảnh của Thi, mọi người nhớ chia sẻ nhiều nhiều vô để Thi có động lực để có công việc nói mỗi ngày. Sống yêu thương nhau thì còn gặp mặt nhau thì còn vui, và còn gặp mặt nhau thì còn hạnh phúc. Trà tắc bữa nay nó ngon quá, đậm đà quá trời rồi. Uống tới đâu nó thấm tới con tim, nó béo tới con tim, với lại nó làm cho con người mình chứa chan và chan chứa. Và đặc biệt nữa, mọi người có thể mua trên app nè, được nè. App Shopee Food nè, đẹp trai quá. Đến đi đâu vậy anh? Anh xếp đi đâu? Anh năm nay được nhiêu tuổi vậy? 55. Làm Gap này lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi, còn có vợ chưa? Chưa. Và ngày hôm nay sẽ có làm ớt sa tế nè, 100 hộp. 100 hộp ớt sa tế mới làm xong nha, 80 ngàn một hộp. Ăn hủ tiếu, bánh canh, mì cực kỳ ngon. Mà là ăn bất cứ những cái gì để vô cây. Ăn cái này cũng vậy nè, để vô cây trên bàn sẽ có đó. Cải chua. Cải chua thì bán hộp 100 ngàn nha, kèm với củ kiệu. Ê, cải chua 100 ngàn nha. Ngon quá, ê ngon ha. Nhưng mà vì thứ nhất là bãi giữ xe đó, giữ được 50 chiếc xe hơi thì cũng rất là vui, được phục vụ mọi người. Chứ nhiều anh chị em bà con cô bác mà nó chạy xe hơi đến á, tìm chỗ để cũng khó khăn, cho nên là mọi người không có đến xe hơi, đi xe taxi. Chúc tất cả anh chị em vui vẻ nha. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Tuy Thuyền vào Liên Minh Phương.